con đẻ cái vốn là thiên chức mà tạo hóa trao tặng cho riêng các chị em phụ nữ. Tuy nhiên mới đây lại xảy ra một trường hợp hy hữu khi một người chồng lại quyết định mang thai rồi sinh con thay vợ, sau khi vợ không thể mang thai được. Sở dĩ người đàn ông này có thể làm được điều phi thường đó là vì anh vốn sinh ra là nữ nhưng chưa phẫu thuật chuyển giới hoàn chỉnh. Anh Chris Reed Dufresne, 33 tuổi, sinh ra trong hình hài nữ nhi với cái tên Christina, nhưng lại mong muốn sống như một người đàn ông đích thực. Người đàn ông sống tại bang Ohio của Mỹ, quen rồi đem lòng yêu cô gái có tên là Amy khi cả hai cùng làm việc tại một trại hè hồi tháng 10 năm 2012. Một năm sau, cả hai chính thức kết hôn và mơ về một gia đình hạnh phúc. Lúc đó, cả vợ chồng mong rằng Amy sẽ là người mang thai rồi sinh con. Tuy nhiên, sau 5 lần thụ tinh nhân tạo, Amy vẫn không thể mang thai. Cuối cùng, Chris đã tình nguyện thay vợ mang thai bởi anh vẫn còn cơ quan sinh sản của nữ. Vợ anh chia sẻ rằng kể từ hồi đầu mới quen, Chris đã luôn muốn sống như một người đàn ông, thậm chí là ngày càng nam tính hơn theo năm tháng. Vì vậy, để đi tới quyết định mang thai hộ vợ, anh đã phải hy sinh rất nhiều. Vào tháng 12 năm 2014, Chris đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh. Bé được đặt tên là Hayden. Sự chào đời của Hayden đã tiếp thêm động lực cho Amy khi muốn tự mình mang thai. Trời không phụ người có tâm, cuối cùng cô đã có cơ hội làm mẹ khi hạ sinh một bé trai có tên là Miro vào năm 2014. Và giờ đây trong căn nhà của hai vợ chồng Chris ngập tràn tiếng cười của hai thiên thần xinh xắn.